Việt Nam sạch bóng tay cơ tại World Cup Bia Porto. Trần Thanh Lực và Nguyễn Trần Thanh Tự đã không thể tiếp tục làm nên bất ngờ khi để thua ở tứ kết World Cup Bia Carom 3 băng Porto, Bồ Đào Nha. Trần Thanh Lực tỏ ra lép vế trước đẳng cấp của Dick Jasper. Tại tứ kết World Cup Bia Carom 3 băng Porto rạng sáng ngày 13 tháng 7, Trần Thanh Lực phải đối đầu tay cơ hạng 3 thế giới Dick Jasper. Đây là trận đấu mà sự chênh lệch đẳng cấp được thể hiện rõ nét. Dick Jasper cho thấy sự ổn định khi không cần tạo ra những series ghi điểm quá dài. Thay vào đó, ông tạo ra nhiều lượt cơ ghi liên tiếp 5, 6 điểm. Trần Thanh Lực gặp rất nhiều khó khăn và sớm bị bỏ xa. Ở thời điểm tay cơ Việt Nam chạm mốc 20 điểm, Dick Jasper đã ghi tới 46 điểm. Tay cơ người Hà Lan dễ dàng giành chiến thắng cách biệt 50, 35 và loại Trần Thanh Lực. Trong khi đó, Nguyễn Trần Thanh Tự lại có trận thua đáng tiếc trước huyền thoại Carom 3 băng Frederic Touron. Tại vòng 16 tay cơ, anh xuất sắc lội ngược dòng dù bị Marco Zanetti bỏ xa. Nguyễn Trần Thanh Tự để thua dù có được lợi thế lớn. Nhưng lần này, Nguyễn Trần Thanh Tự lại trở thành nạn nhân của một màn thua ngược. Anh khởi đầu trận tứ kết vô cùng thuận lợi và ở ngay lượt cơ thứ 2 đã đi được series 9 điểm để dẫn trước 11-1. Tay cơ Việt Nam tiếp tục tạo ra những cách biệt an toàn 16-2, 20-6, 27-10. Thế nhưng sau đó, Nguyễn Trần Thanh Tự lại chùng xuống và liên tục đánh hỏng. Với một người đẳng cấp như Touron, ông chỉ chờ có vậy để bước lên thu hẹp khoảng cách. Huyền thoại người Bỉ có những series ghi điểm dài để áp sát Thanh Tự. Rồi bắt đầu dẫn ngược 36, 34 từ lượt cơ thứ 21. Trận đấu lúc này trở nên căng thẳng khi cả hai đều chơi quyết tâm. Nguyễn Trần Thanh Tự đã bám đuổi gắt gao, nhưng không thể thu hẹp khoảng cách trước khả năng phòng thủ kín kẽ của Touron. Tay cơ người Bỉ giành chiến thắng khá sát nút 50-47. Với những kết quả này thì hai cặp bán kết của World Cup Bia Porto là Dick Jasper, Frederic Touron và Tayfun Tasemi, Cho Myung-woo. Đây là giải World Cup đầu tiên trong năm 2024 mà không có đại diện Việt Nam nào góp mặt ở trận chung kết.